Những hình ảnh này tưởng chừng là không gian ở một vùng quê miền Tây sông nước, thế nhưng nó lại đang tồn tại ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con sông này chỉ rộng khoảng 120m, nhưng đã hàng chục năm nay vẫn chưa có cây cầu nào bắc qua. Và đây là cảnh tượng thường thấy mỗi ngày ở bến phà. Nếu không có bến phà này, muốn vào trung tâm thành phố, người dân nơi đây phải đi quãng đường xa hơn 10 km. Phà An Phú Đông hiện có 3 chiếc phà hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Giờ bình thường hoạt động 1 chiếc, giờ cao điểm 2 chiếc, còn 1 chiếc dự phòng. Trong đó giờ cao điểm phà chở được khoảng 80 khách, còn trung bình từ 30 đến 40 khách một chuyến. Giá một người qua phà là 1.000 đồng một chuyến, một người và xe máy là 2.000 đồng một chuyến. Riêng học sinh, người cao tuổi, người bệnh được phục vụ miễn phí. Làm nghề lái phà hơn 20 năm qua, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Nguyễn Thành. Tuy nhiên, anh và nhiều người dân đều mong ước có một cây cầu nối hai bờ sông để việc đi lại thật sự thuận tiện hơn. Tình trạng bất tiện, chen chúc, chờ đợi giờ cao điểm trở thành nỗi bức xúc của người dân. Chiếc phà rộng cỡ 80m to quá khổ so với đoạn sông, cứ 5 phút bờ bên này rồi 5 phút bờ bên kia. Phà chạy từ sáng sớm tới tối mịt vì nhu cầu đi lại của người dân quá lớn. Theo người dân, dự án xây cầu thay bến phà An Phú Đông đã có từ nhiều năm qua, nhưng đến nay nó vẫn nằm trên giấy.